giới là vô cùng bất ổn. Đó là mình chưa nói tới những cái thống kê mà mình không biết là giữa Nga và Ukraine nó đấu nhau nguyên một cái tên lửa thì nó bay từ xa mấy chục km bắn cái lùm cái nguyên cái tòa chung cư đổ nát. Mình đang dọn hả? À dọn hả? Ủa vậy cái hành lang này chứ ở chính giữa không có chân gì hay sao hả? À. Dạ. Đổi gì quá nhiều. Vậy gì háo xuống vậy Ngọc? Hả? Vì sao háo xuống vậy? Bị chạy hả? À. Gì vậy? Sửa lại đi. Sửa lại thì quay cái gì? Dạ em. Dạ, ở dưới Đạo Phật. Chào thầy Hoàng. Dạ, hôm nay phòng triển lãm mình là chuẩn bị công tác chuẩn bị là gần xong rồi đó. Là còn có khoảng là một ngày nữa là bắt đầu mình sẽ khai mạc triển lãm và những cái bộ sách của sư phụ sẽ được ra mắt, và cái bộ sách mà quan trọng và sắp ra mắt chuyến này đó là bộ Pháp Vị. Là bộ này là sư phụ quý thầy đã tận tâm tận lực tận tụy để mà sưu tầm những cái bài pháp của sư phụ là gần 4 năm trời để mà được ra bộ sách Pháp Vị này. Thì mong là tất cả quý anh chị, quý các bạn, quý vị độc giả hãy đến triển lãm chùa Hoằng Pháp để thứ nhất là mình gặp sư phụ, và thứ hai là mình được ngắm nhìn những bộ sách của sư phụ viết, và được đọc những bộ sách mà ngài đã dành cả một cái tuổi đời của mình để viết những bộ sách. Thì xin mời quý vị độc giả hãy tới triển lãm để tham quan. Xin mời. Đẹp quá rồi ta. Ủa có hình con không vậy? Ờ có hình con đó kìa. Ờ triển lãm tranh sách ở thư viện. Hình con luôn. Con làm. Ờ chào Ngọc nha. Dạ chào thầy. Đi thi về rồi sao ngồi vậy vậy? Mình đi thi chung mà sao về ngồi cảm lạnh luôn vậy? Hồi nãy trời mưa quá trời luôn. À tâm đẹp bị máng cái áo vô, dắt cái áo luôn, mà hơi là chạy chạy chậm. Mình thấy xe nó cứng, không biết sao, rốt cuộc là nó... Rồi giờ cái áo nhỏ nát bét luôn. À. Làm gần xong rồi, ngày mai làm tiếp nha. Ê, cái này nó cũng bị quen nè. Nè, hồi nãy kêu không có con trình hình đây nè. Đứng gần sư phụ luôn, kêu không có con. Ủa vậy? Đây, nhầm. Mấy cô này thiệt cái con mắt nó nhìn đi đâu không à? Thầy ơi, để dễ thương tí. Ai dễ hơn? Cái bé này là gì? Quên người ta không biết. Không, cái lúc mà đang đi á tự nhiên nó đâu có chạy vô rồi dính luôn. Nhưng mà nhìn dễ thương. Đó, nhớ cái Sương Yêu Hương này nè, đó thấy không? Đó, ai vậy? Ai vậy đây? Ai đây nè? Ai nè? Ai đó bởi gì khi không có nè. Trời đây nè, có mấy hình luôn á, bên kia có cái nữa đó, bên cái chồng đóng này nè, chồng đây là có luôn á. Đâu mà có. Che hết rồi, bị che hết rồi. Cười quá à. Cười gì nhìn rất hay, mất cười sao? Vui lắm cái ngày đó, vui mà ngày chị không hết đây chụp có thầy thầy nhìn thầy chất rồi thầy. À. Ngồi vậy là bực. Ai vậy? Thầy trường thầy trường. À. Tưởng không biết chứ. Trời ơi. Ủa? Hôm nay là trong phòng diễn lãm này thầy có công việc gì trong đây? Con phụ làm mấy cái hình này nè. Hả?
hình này hả? Dạ, mấy cái hình cái phụ á. Bữa lễ Phật Thất nè, đúng không? Dạ, đúng rồi. Phật Thất của Tăng Ni nè. Dạ. Ê, nè, ai nè, ai có con kìa. Có con kìa. Đó. Cái gì? Con nè. Che lại đi. Có con, xin chào có con, che lại kìa. Thôi, che thì hoài lại. Đây nè. À, thầy đã thích. Đó. Ủa còn... Mình là gì vậy? Đi giới thiệu mình làm tới đâu rồi? Mà thầy con cũng được xong được 85% mà 90% rồi. Còn một số ảnh của sư phụ. Đâu thầy dẫn con đi đi coi coi. Dạ. Đây Bồ Tát. Cái tranh này tranh vẽ hay tranh gì vậy? Dạ, tranh này tranh in đó thầy. In hả? Dạ. Ồ quá đẹp ta. Cổ hiền. In trên vải canvas. Nhưng mà đó là người ta vẽ rồi xong mình mới in hay sao? Dạ, cái này là tranh cổ chụp được hình, chụp xong rồi in ra. Còn có người nói là vẽ. Nó giống như vẽ vậy đó, nhìn nó rất là giống vẽ. Tại vì nó rất là cổ điển, nó nghệ thuật. Ngày mai là mình thay đây là sách của sư phụ. Còn sách này mới in. Ơ, vui lòng không chạm vào hiện vật kìa. Đây là nói sao Phật tử. Sao để đây vậy? Phật tử. Phải mà úp lại người ta trưng bày sách mà kêu vui lòng không hiện vật, không chạm vào hiện vật là không được. Sách này sách từ sư mới về, sách mới xuất bản. Cái này con cũng mới biết mà chưa có đọc luôn á. Bộ pháp kỳ của sư phụ. Chưa đọc tại vì mới về. Còn bộ cái này sư pháp Ban Mai của sư phụ. Nhưng con đang sắp xếp bỏ hai bên hai hai cái bộ này con đọc rồi nè. Dạ. Đó, ảnh của sư phụ rồi là thư pháp của sư phụ này mới thầy vô ba từ nặng này đọc rồi. Dạ. Thu nhà nè đọc rồi. Đây tôi nhớ sau sách học về mới làm lại, mới tái bản lại làm gì mới này, nó rất là đẹp. Cái này con đọc 1/3 rồi, chưa đọc hết. Dạ, này hay lắm. Đọc cái phần. Dạ. Cái cảnh này thấy quen quen ta. Cái cảnh này thấy quen quen. Dạ. Có gì cảnh này con quen mới thấy trên Facebook á. Ôi hả? Lẹ luôn. Nhiều con tụi con mới cắm rất là cực khổ. Đó, tụi con đang cái này là chưa hoàn chỉnh phải không? Vẫn đang còn trong tiến độ làm á. Con đang còn làm rất là nhiều công đoạn. Sư phụ ở chủ đề chính của sư phụ. Cái công trình này là có bao nhiêu quý thầy làm cái công trình này? Con rồi thầy đạo Tâm Chung rồi thầy đạo Khuyên, thầy Tâm Dường. Bốn anh em làm mình thôi. Dạ. Tại một số anh em phụ nữa. Cái này là chưa phải không? Chưa có hình phải không? Chưa có hình. Dạ. Đang làm. Còn một số thiếu hình. Tối nay con công đoạn rồi là nó xong. Còn đây hai con lối trước cổng đang thấy. Ủa cái này là chữ của chữ cái này là nét chữ của sư phụ đó. Dạ, nét chữ của sư phụ. Lương quy pháp tướng do muôn đời tích đức. Thanh tịnh chân tâm bể nhiều kiếp huân tu. Đó là bất tư pháp của hòa thượng á. Dù con các á xuất gia vẫn không quên đức mẹ cha sinh thành. Vẫn còn mà. Rồi bây giờ tiếp theo ngày mai á là mình chỉ còn có 2 ngày nữa nha. Dạ, khu các trang trí nữa. Hoa thì này kia cứ đỏ hoa này kia cứ chứ còn chúng con này đã xong tới 90% rồi. Đó, nó bức tường cổng sư này thấy đi khắp Sài Gòn đó. Khắp Sài Gòn mới tìm ra bức họ ưng ý. Thấy tường ưng ý. Đây là tranh của Đức Văn Thù. Bên kia là Phổ Hiền. Bên đây là Văn Thù Sư Tuệ Bồ Tát. Thì ở bên tay trái của mình là những cái Phật tự mà khóa tu Phật Thất lần thứ nhất
thứ hai, thứ ba, thứ tư vẫn đang còn dấu ấn, để ghi lại là khi đó là mới mới tổ chức lần đầu khóa tu Phật Thất lần thứ nhất năm 1999. Hẹn quý vị khi mà xong cái mô hình nhà triển lãm tranh ảnh sách của sư phụ đạo dưỡng Chùa Hồng Pháp và Hưởng Thích Chân Tính, thì con sẽ quay toàn diện cho quý vị coi những cái huân chương xác lập kỷ lục về khóa tu, với lại những buổi lễ lớn của Chùa Pháp là như lễ hội hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà lớn nhất Việt Nam. Đây là thầy, cái này cái tre này của con sơn đúng không? Mua không bỏ luôn mà tre là tre vàng đó. Ủa, lá màu xanh mà. Lá màu xanh mà tụi con sơn lại á, sơn nét mà vàng á. Nhưng mà có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa gì mà sao lại sơn màu vàng? Không có ý nghĩa gì, nó hợp với hài hòa với cái không gian này. Đó, thấy cái mặt nó màu vàng không? Đó. Và với lại cái điều thứ hai nữa là cây tre nó kiểu là biểu tượng Việt Nam. Dạ. Mà đưa lá xanh vào thì đôi khi nó không có hợp, nó không có hài hòa với lại cái không gian này. Cho nên con phải thay đổi màu. Dạ, con nhìn cũng thấy đẹp đó nha. Dạ, thấy nó hài hòa với lại cái rèm tre này nè. Dạ, rất là cực đó thầy. Sơn dạ. 2 ngày, anh em sơn 2 ngày mới được ra cái màu đó. Sơn 2 ngày. Sơn bóng luôn à. Dạ. Sơn 2 ba lớp có thể mới ra được như vậy. Rất vừa. Cái này chắc mai mốt Tết không có tận dụng lại được đâu. Tại không màu vàng không à. Dặn gì vậy? Dặn ốc nè. Đưa ảnh xong rồi mới ép kiến vô hả? Giờ biết mấy giờ chưa? Mình chưa nghỉ vậy? Không trả lời nữa. Hả? 11 giờ mấy rồi đó. Không, đừng dụ. Không trả lời nữa. Buồn ngủ rồi. Hả? Không trả lời luôn. Dạ. Thì quay một mình luôn. Đó. Dạ. Né sao được. À né à. Người thôi. Chỉ sao mà đâu biết là kêu cạo bắt mình lên hình. Đường mặt mà nhăn nhéo lên trên hình áp chứ. Tôi thấy là quả bên đây luôn thêm. Là hậu của làm khuya nè. Làm mà ngủ luôn, ngủ gục luôn, không biết luôn. Bạn cứ đang đợi thầy chung tới, ấy cái thầy đi. Hay lắm. Quay cái lúc làm thôi thầy. Lao mà còn ngủ luôn á.
À, Lương diễn hả? À, vui hết rồi, quay đòi đòi tiền cát xê rồi. Mà bịt cái khẩu trang vậy đòi tiền cát xê gì? Cái cầm này cắt chưa quên. Chưa lên. Lên đi. Lên đi, lên 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 lên. Nó dặn vô chỗ quá hả? Đó đúng rồi. Dặn góc vô. Ủa sợ không? Dặn vô. Dặn vô đi. Dặn vô đi. Dặn cái trí. Dặn chuyển. Hai quen, hai quen thôi nha. Ông nè, sư phụ đây nè, nhìn đẹp không? Đây là sư phụ, còn đây là thầy Hoàng hồi kiếp trước. Ủa đâu có đâu, sao năm đó không biết con đâu à. Năm 1974. Đây là thầy Hoàng hồi kiếp trước à, sau đó bị bom nên. Không, nói gì à nè, đây nè, nếu mà con có năm đó, năm 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 74 á, nếu mà con có trong đây chắc con à, đây nè nè. Đây nè, ở đây là, ủa giống như sư tổ vậy? Sư tổ đâu mà. Sư tổ đó. À, nếu mà con này là con là người tu nè, nên nay con vô tới đây nè. Thôi ông đánh trống nè. Không, không phải ông đánh trống đâu, con sao là ông đánh trống được. Con thấy cái mặt giống giống ấm ấm này quá. Nhưng mà hổ là không ổn. Ôi, nói sao mà nhìn ra năm 74 là năm đó là con không biết ở cảnh giới trôi lăn ở đâu rồi. Nếu trong đây là một là nè, đứa bé này nè, dễ thương, hai là nè, giống như đứa này nè. Nhưng mà đều bị bom tử để đến lúc năm 8 mấy thì sinh ra đời. Bom hả? Ồ sao bị dội bom vậy? Năm 84 có nghĩa là 10 năm sau mà thầy xuất hiện. Năm 84 thì 10 năm sau, nó xuất hiện thì năm nay là chắc... ông này nè. Ông này là... Ông này. không phải ông này đâu, không phải ông này đâu. Không phải ông này đâu, không phải ông này đâu. Ôi sao mà tự nhiên ở đây bây giờ đâu có biết trống đâu mà đánh. Thầy kiếp trước thầy đánh trống nên cái thầy này thầy thổi bong bóng. Thôi thua luôn, 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 thôi thua luôn. Thua với con này luôn. Ôi sớm giờ lao được mấy cái rồi. Hả? Hồi nãy cái cô kia cũng lao, cũng buồn ngủ, ngủ gục luôn rồi đó. Trốn đâu rồi thầy, trốn đi ngủ rồi. Ừ, lao hai mặt luôn hả? Dạ, lao để cho nó khỏi bị mũi chứ mình. Lao đi, dán lao đi, để lát cho hai gói mì. bồi dưỡng hai gói mì. Còn mấy tấm nữa mới xong rồi. Giờ 9 rưỡi rồi đó. Giờ vô gắn luôn thầy, chuẩn bị gắn rồi. Ờ tối nay làm tới tối luôn hả? Dạ tối ngồi đây luôn. Thôi, Mạnh ơi. Mạnh lúc này cái tay nó dính ở đó. Đứa chuột cầm cái này xịt lại cầm tối luôn. Rồi. Đổi không? Đây này. Anh còn sẽ hướng dẫn với cho quý vị coi tình hình. À cái này là thầy giống như hở thanh thiếu niên của sư phụ nè. Cái là cái hình này nè. À hòa thượng Thích Chân Tính năm 19 tuổi nè, năm 1977. À rồi bên đây nè là cái mừng xuân ức sủ chùa Hiện Phước ở quận 5, năm 1985 là khi đó sư phụ đi học á, ở chùa này cho tiện cái việc học. Còn cái hình dưới đây là tổ chức lại Phật đản tại niệm Phật đường ở ông Tạ Bảy Hiền, bây giờ cũng là quận Tân Bình á, năm 1974.
cái này nè, đây cái gì thấy không, nó là hình sư phụ đây, đồ đây nè, đó đây nè, đồ đây nè, đó. Năm đó năm 74 mà lại tổ chức hoành tráng quy mô vậy nè. Có sẵn quay cho gì con cái mô hình ở đây luôn, để cái gì đến mình sẽ rõ hơn về những cái tấm ảnh này. Thầy cái lễ bế giảng lớp sơ cấp Phật học tại chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh, 1985. À đây nè, quý vị coi coi sư phụ đâu. À nhìn rõ rồi, à đây nè sư phụ nè. Sư phụ là Hòa Thượng Thích Chân Tính nè. Ở năm 83. Ở dưới là an cư kiết hạ tại chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 88, 1988. Đây gửi trong tấm này, chị cứ gửi ai Tình ơi. Tiếp theo cũng là cái tấm này cũng là ở chùa Vĩnh Nghiêm, cúng dường chùa Hạ ở chùa Vĩnh Nghiêm năm 85. À, lúc đó là Hòa Thượng Chân Tính này. Này đây nè. Cùng dẫn Phật tử đến cúng dường chùa Hạ ở chùa Vĩnh Nghiêm. Hoặc là rồi cái hình dưới là lễ tốt nghiệp lớp Hán Nôm chùa ở Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh năm 87. À gì nhìn thôi, trong hình này sư phụ đâu, đây là tiếp theo đây là lễ thành Pháp Nhị Nghiêm ở chùa Pháp năm 89 đó, là lúc sư tổ vừa tập đó, rồi xây cái tháp là Pháp Nhị Nghiêm. Nhị Nghiêm là hai phước chí, Nhị là hai, Nghiêm là nghiêm, là phước chí trang nghiêm. Còn tấm dưới là Phật tử chùa Hiện Phước quận 5, là cái chùa mà sư tổ đó, gọi là giống như là để cho sư phụ tá túc ở đó học, rồi có những cái sư ni ở đó, rồi cũng Phật tử thông hành đó, là người ta ở cái bên thành phố cách chùa Hoàng Pháp hồi đó là cũng khoảng 20 mấy cây đó, cho tiện cái việc của sư phụ đi học. Đó là năm 89 dự lại vũ tổ. Vậy coi là thành chùa Hải Ninh năm 91 này. Sư phụ đi trên đường Hoàng Pháp. Rồi sư Giác Tuyền và sư phụ cũng ghé chùa Hoàng Pháp năm 90. Đó là cái thức sĩ Vũ Tăng. Rồi, chùa Trấn Quốc Hà Nội năm 91. Cái này hình năm 91 là cũng 91 luôn. Ở trong trên đường mà sư phụ đi Hoàng Pháp. À, cái này là năm 93, cái lễ khánh thành tổ đường. Lúc đó chùa Hoàng Pháp là cũng tổ chức nhiều khóa tu, khóa tu Phật thức, khóa tu niệm Phật một ngày, nên mình cần cái cơ sở vật chất với cũng như cái chỗ để cho người ta tu tập, nên năm đó là cũng thành lập để tiến hành xây nhiều cái mô hình để Phật tử về dự tu. Đây là Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng pháp tại chùa Hoàng Pháp năm 94, giảng cái khóa tu từ lớp sơ cấp Phật học quận 3 đến thăm chùa Pháp. Rồi lớp sơ cấp Phật học quận 3 cũng tham dự cái lễ khánh thành chính điện năm 97, xây chính điện mới lại. Lễ tại tỉnh xá Ngọc Thịnh
Bà Rịa Vũng Tàu năm 95. À, đây là Phật Quang Sơn, Đài Loan. À, đi đi nước ngoài nè, có Hòa Thượng Chí Quảng. Còn trong hình này là sư phụ ở trên đây nè, Hòa Thượng Chiêm Tĩnh ở đây. Rồi, còn Hòa Thượng lớn không mà cũng nó không bị Hòa Thượng lớn. Còn cái này nè, tấm này là tất cả là chư tôn giáo phẩm của miền Bắc. Miền Bắc vô đây là để dự lễ này. Cái này là ngày Đệ Tam Pháp Chủ nè, Tổ Tại nè, Tổ Tại. Bây giờ mấy vị này tôn túc này thì con cũng không biết là còn vị nào nữa, mất vị nào cho Pháp rồi. Bên cạnh đó là có những cái sách trên bài chuyện bình thường với vua Ba Tư Nạn. Cuốn sách này là do Hòa Thượng Thích Chân Tính biên soạn viết lại. Và những hình ảnh trên là Hòa Thượng Thích Chân Tính ở các khóa hàng cư ký hạ tại chùa Vĩnh Phước năm 98, tham quan Phú Quốc rồi 2007 đó. Để lưu giữ là kỷ niệm. Hồi gia con hiểu gì là hồi gia là có những bài xác lập kỷ lực của trung tâm kỷ lực VMS đó, là lễ hội hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà lớn nhất Việt Nam năm 2007 được xác lập kỷ lực. Dạ, còn có cái sách tập kỷ lực là chân đèn lớn nhất Việt Nam năm 2008, là khi đó mình đi ra ngoài miền Bắc tổ chức cái lễ về sát. Còn cái kỷ lực là ngôi chùa tổ chức nhiều khóa tu Phật thức, có số lượng Phật tử tham dự đông nhất năm 2006. Tại vì hồi đó cái mô hình mà tu Phật thức này là chỉ có chùa Bằng Pháp là mình mở ra và mình giống như là khai sáng ra cái mô hình Phật thất này, nên sau này có nhiều chùa cái đó để làm khóa tu cho bây giờ cái khung khổ. Ngoài ra có những cái bài sách về thiếu nhi. Đây là sách về thiếu nhi, rồi có một cái bộ đưa gương sáng ông Tây, nói về những người nhân tài. Nhân tài với những cái nhà khoa học. Còn đây là một bộ sách sửa pháp ăn mai. Tóm gọn thu gom là tất cả các bài giảng mà của khóa tu Phật thất và giảng và biên soạn lại, rồi có những cái bài dạy cho chư tăng cũng như là cũng như đại tử để lấy đó làm cái chi dĩ nan, với lại có cái đường hướng tu tập cho đúng đắn và thực hành theo cái pháp môn tịnh độ của tâm môn của chùa Hoằng Pháp, là trên con đường ngoài pháp đại thành. Cái này nữa là khóa tu Phật thất lần thứ nhất này, tại chùa Pháp năm 99. Lần thứ hai, đây là thứ ba, thứ tư. Dưới có mấy những cái ấn phẩm cũng về thiếu nhi, thăm thiếu niên. Đây là Nam Định nè, là sư phụ ra miền Bắc để thăm các vị
hòa thượng, như là chiến ngọc mật nữ về đi phật pháp khắp nơi. Bọn đi đảnh lễ cúng dường và đảnh lễ hòa thượng chùa Trưng Bạc Hà Tây, cũng như là đi sư Chí Hải thăm chùa Hoàng Pháp vào năm 2001. Là hòa thượng Thích Giác Nhiên thăm và thuyết pháp tại chùa Hoàng Pháp năm 2006. Như vậy thấy bây giờ Đài Quan Âm hồi xưa bây giờ cũng vậy à, không có thay đổi gì hết. Hòa thượng Nhất Hạnh thăm chùa Hoàng Pháp là năm 2005. Ngài Nhất Hạnh ngoài ra là trưng bày những cái cuốn sách mà sư phụ viết cho thanh thiếu niên cũng như thiếu nhi. Có cái cuốn này nè, hồi nay dán luôn rồi ha, dán luôn rồi, dính rồi. Đây là cái tái bản lại, tái bản tôn giáo học so sánh. Cuốn này rất là hay, sẽ nói về tất cả các tôn giáo rồi với lại những đạo, tất cả các tín ngưỡng tôn giáo ở trên đây. Rồi mình sẽ xem, tại vì mỗi tôn giáo đó thì có một cái nghĩa lý khác nhau và có một cái đường hướng tu tập khác nhau, thì bạn cũng có một cái sự hiểu nó không đồng đều với nhau. Dự lễ Vê Sát tại Thái Lan năm 2006. Sư phụ lên Sư Đông Đức chụp hình đây có Hữu Tọa Nhật Từ đây cũng chung với lại Sư Phụ Chân Tinh. Cái này là năm 2005 và hướng Quảng Tâm ở Đài Loan thăm khóa tu Phật Thất của chùa Pháp. Thấy mô hình khóa tu Phật Thất của chùa được mọi người biết đến và có sự lợi lạc nhiều, nên các ngài ở Đài Loan cũng như là bên Hàn Quốc cũng qua thăm và xem cái mô hình khóa tu của mình để phổ biến rộng ra, rộng rãi để cho mọi người biết đến khóa tu Phật Thất, đi tham dự tu học chùa Diên Phúc Hà Tây 2006. Đây là đá tu trùng tu chính điện chùa Tây Thắng Thái Bình 2007. Thăm hòa thượng Thích Thanh Bích tại tổ đình Hội Xá Hà Nội 2009. Mình sẽ ghé về đó, từ sẽ là tới ngày nay. Đó là những thông dung thời đại của sư phụ. Tại tổ đường chùa Pháp hồi xưa là ở tổ đường, thì bây giờ là sư phụ lên tăng xá rồi. Cái chỗ mà mình nhìn thấy cái cục đá, nó có cục đá là tăng đoàn hòa hợp á, nhìn thẳng lên nó có một cái đồng hồ điện tử á, là sư phụ ở cái phòng đó. Thì cái cũng là những cái bàn như vậy với lại những cái cuốn sách, nghĩa là sách kinh để
sách, viết sách, tham khảo học hỏi gì đó, cũng cũng đơn giản vậy đó. Rồi chỗ ngủ cũng vậy, cái giường này cũng đem lên trên đó luôn. Tủ sách này cũng có cho nên cũng 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 như vậy luôn. À, cũng không có thay đổi gì hết. Tăng rồi khóa đảnh lễ ngày hội Thích Chí Tịnh của chùa Bạch Đức 2/10 Hùng Chí Tịnh. Đây là sư phụ đây nè, Hùng Chí Tịnh sư phụ đây. Chí Tăng được khóa. Đây là cái hình 2/10 là hòa thượng người Diệu nước ngoài vậy. Rồi ở dưới là thăm và đảnh lễ hòa thượng Thích Thanh Từ thì viện Thường Chiếu Đồng Nai tháng 4 năm 2013. Đây là tấm hình dự lễ tại trung tâm Dharmacaya Thái Lan tháng 4 năm 2011. Mà từ là tấm hình viếng thăm Đức Tăng Thống Sri Lanka tháng 5 2018. Thầy Phương, thầy Hòa, sư phụ, rồi thầy thầy này con quên tên. Đây là những tấm ảnh về mẫu thân của sư phụ. Năm 2018 mất chôn ở nghĩa trang chùa Pháp. Pháp cứu đầy tôi chó đường và sư tử nói cuốn này cái vật tử nên tìm hiểu vào đầu trình có triển lãm cái bộ pháp vị, bộ pháp vị nè, bộ mới, bộ này còn mới nên con chưa có đọc. Phải những gì sẽ được tham khảo và đọc lời quý độc giả ghé thư viện của Hòa Pháp vào ngày 16 tháng 10 năm dần và ngày lễ giỗ tổ của tổ sư khai sáng chùa Pháp Mẫu Tiên Tử. Đây là cái hình 2018 thăm hòa thượng bà thăm hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chùa Bạc Hà Nội. Sư phụ giảng pháp tại Sri Lanka 2018. Sư phụ đi thăm thượng tọa Thanh Định ở chùa Từ Xuyên Thái Bình năm 2020.
mùa dịch Covid-19 là năm đó là chùa ra sức tất cả đại chúng đều là chung sức để làm rau củ quả, và xe mà 25 tấn là ngày nào cũng về mấy chiếc trong vòng cả 2-3 giờ luôn. Là những ngày đó là con chạy xe tải đi phát quà cho bà con, mà cũng đồng thời trong lúc đó là mẹ con cũng bị mất. Cái thời điểm đó là một ngày chết mấy ngàn người, không có nhìn là nhận được xác, không có nhìn được gì thành được. Là lễ giỗ tổ lần thứ 33, chuẩn bị nay mai gì là giỗ tổ lần thứ 34. Là hình đón xuân nhâm dần. Trong đó có con nè, con đây nè, con gần rồi. Chùa Quảng Pháp Tây Ninh năm 2022. Đây là chi nhánh Tây Ninh, là cơ sở sau này sẽ xây dựng để chư tăng tăng đoàn về để tu học. Trên đây là một khoảng thời gian rất là dài, con đi cùng sư phụ để tìm những cái nơi mà để bây giờ là sư phụ tịnh tu, là nơi có đồi, có cây, có núi, có nước, sông, có suối rồi đó. Thì cũng như người gọi là ở trên Tà Đùng á, chọn được cái nơi trên Tà Đùng, một thời gian tới đây sẽ quay lại những cái nơi đó. Ni trưởng Như Giác thăm chúng tổ Quảng Pháp. Ni trưởng Quảng Pháp cô rồi sẽ nói là tạo cho nó tán quá mà đặt cái chứ. Rồi, thành đến cho nào Hòa Hữu Nhất Liêm giảng Pháp tại chùa Pháp 2022 là trong khóa tu đặc biệt, khóa tu dành cho Tăng Ni, Phật thích dành cho Tăng Ni. Như là thích thái hòa một giảng pháp trong khóa tư cực thất luôn dành cho Tăng Ni. Bây giờ này là Hòa Hượng Thích Minh Hồng ở Quảng Nghiêm, cũng giảng pháp ở đại khóa tư cực thất dành cho Tăng Ni. Đây là Hòa Hượng Dí Quảng thăm chùa Pháp trong gặp những qua đó nãy giờ con dẫn quý vị đi tham quan những cái tấm ảnh xưa và nay, cũng như nói lên ghi dấu một thời của Hòa Thượng Đạo Trưởng Chùa Pháp Hòa Thượng Thích Chân Tính, thì cũng như sư phụ, là để ghi dấu lại những cái hình ảnh cũng như là những cuốn sách mà ngài đã viết ra và để lại cho hàng hậu học như là đệ tử chúng con, thì lấy đó là hành trang để cho bốn đường tu nhân học Phật cũng như quý Phật tử để mình trao dồi soi rọi
cho mình cái kiến thức, cái trí tài để mình đi đúng đường, tu học đúng pháp. Thì còn vài ngày nữa đến lễ Giỗ Tổ, kính mong quý Phật tử gần xa ghé chùa Pháp với lễ Giỗ Tổ cũng như tham quan mô hình triển lãm thư viện sách. Xin chân thành cảm ơn.